Kênh David Family không còn được đăng tải vì đã bị ngừng tải video. Đó là lý do mà hôm nay mình và David đã lên để chia sẻ những vấn đề, đã lên video để chia sẻ những vấn đề này cho tất cả mọi người đều biết đến và ủng hộ một kênh mới mà thời gian sau này David sẽ đăng tải kênh đó. Đây là kênh mà mình mới đăng ký cho David. Kênh mới tên là Baby Monkey David. Thì mình lên video này để chia sẻ những cái rủi ro mà thời gian qua mình và David gặp phải, để mong mọi người sẽ, những người mà yêu quý David sẽ biết đến kênh mới và qua theo dõi David thời gian sau này. Đây là những video mà mình mới đăng tải mấy ngày qua khi mà kênh David Family bị ngừng tải video, thì mình đã đăng ký kênh này, kênh mới, để đăng tải những video hàng ngày của David. Thì tất cả những gì mà nãy giờ mình đã chia sẻ thì mình cũng mong là tất cả mọi người vừa thời gian qua đã theo dõi kênh David Family, đã yêu mến David qua kênh đó, thì bây giờ sẽ đăng ký kênh, sẽ qua kênh mới của David để theo dõi những cái video mình đăng tải hàng ngày và càng ngày càng yêu mến David hơn. Từ giờ trở đi tôi sẽ đăng tải các video của David hàng ngày trên kênh mới này. Thì mong tất cả các khán giả vừa qua đã yêu quý David sang kênh này để theo dõi David, và mong tất cả mọi người sẽ yêu quý David hơn. Này. À, để mẹ cho vít coi cái video uống sữa. Đấy. Nè. Ai đây ai đây đấy anh nha, anh nào cái này mẹ cho biết uống sữa nào. Thầy gái sữa này. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu mến David. Xin chào tất cả mọi người. Tạm chào đấy cả. Tạm biệt tất cả mọi người.